Ôi từ từ, cái này Cho để đi. mình cùng với bạn nữa sẽ nhân nó ra nhá. Ok, cái này thì nó khá là nặng đấy, hình như mười mấy cân đấy. Nhân được luôn. Wow. Khỏe thế. Wow. Rồi, để ở đây. Ui rồi. Thấy chưa? Đây là một cái khay này, cái như là khay máng máng lợn ấy. Hiểu Ừ, mới kính đấy. không? Ngửi vào nó làm gì kệ nó. Tay rút xuống là 65 này. Đo Đây từ đây vẫn là chiều dài đúng không? ừ, đây là đo từ bánh. Rồi, cảm ơn anh em đã vào xem video này nhá. Rồi, hẹn gặp anh em ở cuối video. Chào tất cả anh em nhé, trở lại với kênh của bên mình. Hôm nay là mình lại về thêm một kiện hàng nữa. À, đây là cái thùng hàng nữa của Milky anh em nhé. Đó, thì cái anh bán cho mình cái bộ này, người ta rất là bất ngờ, người ta bảo nhìn anh như thế toàn đều oắt như thế mà hôm nay lại chơi Milky thì hơi lạ đấy. Đấy, nhưng hôm nay thì vẫn là một con thùng của Milky ở đây. Thì thùng gì bây anh em cùng mình sẽ cùng với bạn nữ này sẽ đi mở thùng với em nhé. Rồi, ok các bạn. Wow, cái gì đó. Thôi từ từ, Cho đi. cái này để mình cùng với bạn nữ này sẽ nhân nó ra nhá. Ok, cái này thì nó khá là nặng đấy, hình như mười mấy cân đấy. Nhân được luôn. Wow. Khỏe thế. Wow. Rồi, để ở đây. Ui rồi. Thấy chưa? Mình bạn ấy khênh phát lên luôn, kinh không? Đấy, bạn bảo thế mới đi lắp cam được chứ các bạn. Đấy, thấy chưa? Tại vì trời nó nắng quá nên mình phải quay ở trong cửa hàng, nên cửa hàng mình nó chật ý. Nên trông nó quay nó cứ sát máy ảnh, nó không được xa lắm. Đây là thùng Milky Background các bạn nhé. Mình thì toàn đều watt nhưng mà nay lại chơi thùng Milky nên các bạn ấy thấy lạ. Cái ông bán này ông bảo hơi lạ đấy. Đây, mở thùng này anh em này. Đây là một cái khay này, cái như là khay máng máng lợn ấy. Hiểu Ừ, mới kính đấy. không? Ngửi vào nó làm gì kệ nó. Đây là toàn mùi nhựa đúng không? Đậy vào đi, đậy khóa chốt đây xem nào. Trong thùng thì nó là thùng như thế thôi, nhưng mà đậy vào khóa chốt. Kinh thật. Đây, nó có cái móc để cho ổ khóa ở đây này. Và cái này thì mình nghĩ là ổ khóa gì, cái này nó đẩy mất cả xe luôn thì khóa gì. Mình sẽ mở cửa hàng cho thoáng tí. Đấy, thì lúc nãy thì mình có với bạn nữ này có đập hộp cho anh em, nhưng mà tại vì cái thùng này mở ra nó mùi nó kinh, mình cũng phát ọe lên. Trong cái không gian này nó lại đang bí nữa, lại đang bật điều hòa, thế bọn mình kinh quá. Bọn mình phải làm ngay một đôi khẩu trang Milky. Nhà mình có đèo watt nhiều, có phụ kiện của Milky khá là nhiều. Bây giờ bạn ấy đang cầm một con thước cũng Milky luôn. Bây giờ mình sẽ đo thử cho anh em xem cái thùng này khoảng cách cho bao nhiêu. Lúc mình mua thì mình cũng lăn tăn là khoảng cách để xem liệu có vừa cốp ô tô không, ô tô con anh em nhé. Đây thì đây Chắc là là rộng khoảng 56 này. dài, đây là dài khoảng 56 này đúng không? Rồi, dài 56 này, Đây là rộng, còn đây là chiều cao. đấy là chiều dài, rộng ở bên trong cơ. Đây là chiều cao là bao nhiêu? 40. Cao này là Là 40. 40 Chưa chưa tính tay anh em nhé. đây là tay nhà nên... Tay phải quay ra đằng sau đo tường sau chứ. Đây. Không, Đây là đo tay từ luôn dưới. đấy.
từ dưới đất lên luôn xem nào, xem tay đo từ dưới dưới đất lên, không cho cái đầu sắt xuống dưới chứ. Đấy, cho lộn lại cái đầu sắt xuống dưới. Đấy, khi cả bánh xe xuống đất là lên là bao nhiêu, là bao nhiêu? 65. 65 à? Nhưng mà mình sẽ thử cốp ô tô của mình sau. Mình nghĩ là 65 mà cả tay này không vừa cốp đâu. Khả năng phải để ghế ghế sau. 65. Cái vị trí từ đây đến đây là 65 này. Tay rút xuống là 65 này. Đây đây vẫn là chiều dài đúng không? Từ bánh xe này sang xe kia. Chiều sâu đi, và đo chiều sâu của thùng đi. Đấy. Chiều sâu từ đây đến đây. Kịch từ đây đến đây. Bao nhiêu? 44 45. Rồi. Đấy là vị trí bên ngoài anh em nhé. Còn vị trí ở bên trong thì đây, mở cái này, khóa chắc chắn này. Đẩy lên đây. Sẽ ấy như này, đây là cái máng lợn thì thôi, không có tính. Đừng ấy vào trong quá nó. Ở bên trong thì từ kịch đáy lên đến trên này thì nó là 10 à đâu 36 phân. 36 phân, nó còn chiều trong này. 51. Bao nhiêu? 51. 51 đấy. 651. Thùng này xong cái máng này để vào đây à? Đâu nhỉ? Đấy, để này. Thùng này thì bà quảng cáo là rất là chắc chắn này. Thùng này thì thấy được quảng cáo rất là chắc chắn này. Người dẫm lên này, rồi các em có thể để đồ lên trên này. Chẳng đi à, rất là ok. Được. Cái không có, nhưng mà để lên nó không phải là túi, không phải hệ background nên nó sẽ không mắc vào được. Bánh xe khá là to ấy nhỉ. Để thử bóp cái ấy đi, cho cái tay cầm lên xem nào. Như tiếp viên hàng không nhỉ, đi kéo đồ sân bay ấy nhỉ. Đẩy chắc cũng nhẹ đúng không, kéo đi bánh trơn đúng không? Nhưng mà trong video quảng cáo nó thế, nhưng mà ở ngoài nó to nhỉ. Ở ngoài mình cảm thấy thùng này khá to này. Có luồn qua cái khe đấy của mình không? Được, to phết đấy. Trong ảnh thì nhỏ lắm nhưng mà ở ngoài to. Xem 40 là chiều cao từ đáy lên mặt thùng thôi. Còn đâu thông số của giảm suất thì nó vẫn là 65, tính cả tay cầm. Tính cả tay cầm thu xuống, mà tay cầm mà đang kéo hết cỡ này phải mét mét mấy. Cái thay này có thể tháo hẳn ra, nhưng mà chắc phải dùng ốc yếc để tháo hẳn cái tay ra. Tháo ra thì khác gì là thùng không có, không thùng đã có bánh xe rồi, còn tháo ra nữa thì bằng nhau đúng không? Ok. Đây, hôm nay thì bọn mình đã cập nhật thêm một cái thùng này để đồ. Mình để trồng cái túi Husky, cái túi đồ nghề Husky này. Trồng lên trên cái túi Milky này để ví dụ nhiều nhà bọn mình đi ô tô ấy. Thì nhà người ta ở trong ngõ. Mình không có vào được, đồ đạc thì nặng. Thì cho lên đây kéo vào thôi. Mua cái này tính ra để thay cái xe kéo thôi. Chứ... cái này cũng sợ không để vừa cốp được. Giờ trời nó nắng, ô tô đang vứt đường, mình cũng ngại không muốn ra. Đợt sau đi làm thì mình sẽ cho thử vào khe ô tô xem có vừa không anh em nhá. Cốp xe thì khả năng sợ không vừa được. Đó. Chiều mát thì mình sẽ lối tiếp cái video này, mình ra mình thử luôn vào cho anh em. Đấy, còn đâu túi Husky này, cho vào đây này. Có đâu máy móc ở trong này ấy, thì là mình thấy nó không có ngăn. Để vào đây thì máy móc nó sẽ lộn xộn. Đổ máy to thôi, chứ máy ví dụ vài con khoan đi nó lộn xộn, nó chọc vào nhau ấy. Nó chọc vào nhau, nó xước máy. Đấy. Quạt thì chắc là để vừa. Thế để một cái quạt này hết luôn nhỉ? Nó sập vào tay kìa. Chứ phải để lằm ra. Đấy, ngửa mặt đậy được không? Ngửa mặt lên. Ngửa mặt lên để được cái quạt đều quát. Khả năng là hai ông này sẽ đánh nhau. Thùng thì Milky, quạt thì đều quát, sẽ đánh nhau. Để ngửa ra xong ở dưới kia để thêm vài cái gì nữa. Đấy. Thì để được anh em ạ.
Bên mình cũng rất là nhiều túi đồ rồi anh em ấy. Husky này, túi rẻ tiền Trung Quốc này, đủ các loại đai đeo này thì rất là nhiều này. Một bộ đai full option của mình thì cũng ở đây. Đai mi Melotune với cả Tút Bill thì của vợ mình cũng ở kia. Đấy, thì đủ các loại đai bọn mình rất là nhiều. Riêng bản thân mình đang sử dụng ba cái đai đeo. Đấy thì hôm nay về thêm một cái phụ kiện để đồ nữa anh ạ. Cái khung này thì nhôm hay sao ấy, nhôm hay nhựa thì mình cũng không được rõ, như cái nắp này là chắc chắn là nhựa chết rồi. Rồi tay khóa này inox này khá là xịn sò này, nhựa đỏ này, bánh xe rất là to. Bánh xe này bao nhiêu inch đấy? Bánh xe này phải 20 inch, 20 hoặc 22 inch, cái bánh này khá to đấy. Để được hai bên à, cái khay này là khay ví dụ để những cái nhỏ linh ta linh tinh ấy đó. Ừ, bênh nó lên mà đẩy thôi chứ nó hai bánh chứ không 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 phải là bốn bánh. Rồi cái clip mở thùng và review và đo thử kích cỡ cho anh em thì đã xong rồi. Thì nó cuối clip này mình sẽ test thử ở trên ô tô con xem có vừa không anh. Anh em mà đi xe bán tải van hoặc là xe van viếc thì không phải lo rồi. Còn anh em nào mà có đi morning hay là đi 4 chỗ 5 chỗ như của mình thì phải để ý lại kích cỡ, không là không vừa chết khả năng là Cái mình. này để Cái đấy để móc cái gì dây, móc dây sao? Anh em nào mà ấy thì khả năng phải cân đối để ghế sau. Bánh xe ví dụ mà dắt ở đường mà chèn vào cứt nhé, mà cho vào cốp ô tô thì còn đỡ, thì cho vào ghế sau thì ôi rồi ôi luôn, bị thối cả xe thì sợ dắt xéo chèn vẽ vào cứt. Rồi cảm ơn anh em đã vào xem video này nhá, rồi hẹn gặp anh em ở cuối video, bye bye.